Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một căn hộ chung cư trên đường Phạm Văn Đồng. Đó, bán trả góp nè. Cái đường này là đi về sân bay này. Đó, chung cư trước mặt các bạn là chung cư ở An Bình và Nam Long. Đó, đi về sân bay chút xíu rồi, đây là đường Phạm Văn Đồng đây. Cái hướng ngược lại đây là đi về quốc lộ 1A, đi về Đồng Nai, Bình Dương. Rồi, trước khi đi vào chi tiết, mời các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Giá mình sẽ để ở phút thứ 9, các bạn có thể tua cái đó để coi. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đường đi vô và cũng như cái cách trả góp như thế nào để các bạn nắm. Và giá rất rẻ nha. Với diện tích là hơn 124 m2. Giá khá rẻ. Rồi đây là cái con đường số 4 này, giao với đường Phạm Văn Đồng. Đây cũng là một cái chợ luôn này các bạn này, chợ luôn này. Từ đây đi vô căn hộ chung cư chừng khoảng 400 m. Đây là cái khu vực chợ để phục vụ cho khu dân cư ở đây, chợ Búa Ngon Lành. Còn cái đường Phạm Văn Đồng thì các bạn biết rồi, phun một phát là đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Và ở đây là mình nhìn thấy những cái chung cư của Nam Long, của An Bình, của Dĩ An, Nam Long, của Linh Tây, Linh Đông. Rồi đầu đường chạy ở đây chừng khoảng chưa tới 100 m, đây có cái đường số 1. Đường rộng, xe tải, xe đồ ha. Đó, chung cư nằm bên trong đó các bạn. Đường thì ngon lành rồi, giao thông thuận tiện rồi. Đây gần khu công nghiệp Bình Đường, khu công nghiệp Linh Trung, khu chế xuất Linh Trung, các cái trường đại học, làng Thủ Đức, ra chợ Thủ Đức cũng khoảng trên dưới 2 km. Đó là một cái vị trí khá đẹp. Đây, chung cư trước mặt các bạn đây. Rồi các bạn nhìn qua các cái khu chung cư bên kia của Nam Long, của Bình An. Khá đắt đỏ, bên đó thì đắt rất là mắc các bạn ha, mắc vô cùng luôn. Còn cái chung cư đây thì giá rất rẻ các bạn sẽ tìm hiểu rồi các bạn biết. Cho nên là mình muốn quay cho các bạn coi cái tổng thể rồi các bạn coi thôi. Đó, cái chung cư đây, cái đường nãy mình đi vô này, từ đầu đường Phạm Văn Đồng vô đây thì mình nghĩ chừng khoảng 400-500 m thôi chứ không có nhiều, chắc không tới 400 m đâu. Đó, đây là cái hai bên hai cái lóc chung cư rất là đẹp. Đó, các bạn nhìn cái chung cư dân ở khá đông. Đó, còn ngoài kia là chung cư ngoài đường Phạm Văn Đồng đó. Đây các bạn nhìn ra Phạm Văn Đồng đó. Đó, cái căn hộ này ở lầu 1 các bạn ha. Bây giờ mình đi tới mình quay cái phía trước cho các bạn coi chút xíu rồi mình lên lầu. Đó, cái lầu 1 đây nè. Cái sảnh nó là nhìn vô cái nhà luôn đó. Cái nhà nó ra sử dụng cái sảnh lầu 1 luôn. Cho nên rất là đẹp. Cái view này khá đẹp và tận dụng được cái sảnh rất rộng. Chút xíu mình lên đó mình lên coi. Và dưới đây là hầm gửi xe. Đó, vẫn có thang máy bình thường các bạn ha, có thang máy được bình thường, ngon lành. Đó, ở lầu 1 á các bạn nhìn lên cái sảnh đó rất là đẹp. Chút xíu mình đứng ngay sảnh mình sẽ quay cho các bạn coi luôn. Đó, cái nhà ở lầu 1 đây có mấy cái chậu cây đó các bạn. Đây, bây giờ mình đã lên sảnh lầu 1 rồi, mình nhảy xuống mình đứng dưới đường ha, quay qua cái hai cái chung cư ngoài đường Phạm Văn Đồng. Đó, đây là cái quang cảnh chung, mình đứng từ trên cao mình quay xuống cho các bạn coi đó. Đó là một cái vòng tổng thể. Đó, cái căn hộ chung cư này có diện tích là 124,57 m2. Ở lầu 1 đây gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 bếp, 2 WC và 2 kho. Đó, cái chung cư phía trước Phạm Văn Đồng đó. Đó, nghĩa là được 3 phòng ngủ với diện tích là hơn 124 m2. Khu đây thì khu dân cư hiện hữu rồi. Căn hộ này là căn hộ tái định cư cho nên là giá rất rẻ. Và mình được trả góp. Đó, để mình đi một vòng coi cái xung quanh rồi mình giá ha các bạn ha. Giá thì mình để phút thứ 9 lần. Thì mình muốn cho các bạn coi cái tổng thể. Đó, các bạn thấy cái sảnh không? Cái sảnh tuyệt vời luôn. Đó, cái nhà ngay cái chỗ anh chủ nhà đang mở cửa đó. Đó, nhìn cái sảnh này. Ra đây là coi như làm cái bàn tiệc, bàn đồ đều được luôn. Cà phê, cà pháo rất là ngon lành luôn.
Đây, cái căn nhà bộ cửa nhôm này các bạn, cái view khá đẹp luôn, rất rộng, một hơn 124 m² với cái diện tích đó đó. Đó, đây thì là vô cái sảnh để bước vô nhà. Nó có hai lớp cửa bạn ạ, ngoài đây một lớp cửa nhôm và vô trong đây là một lớp cửa sắt kết âm khá tốt. Nhà còn rất mới, chung cư còn rất mới. Đúng là giá rẻ bèo lắm các bạn ơi, giá rẻ bèo luôn. Và được trả góp đó. Nhà còn mới nguyên à, nghĩa là chủ nhà người ta về đây người ta đầu tư lại, người ta làm lại nội thất, lót lại gạch, cửa, sơn phết lại, bố trí lại các cái phòng, máy lạnh ngăn nắp, rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Các bạn nhìn ra cái sảnh đó, sảnh của lầu 1. Cho nên là đặc điểm là ở lầu 1 thì quá gần luôn các bạn ha, quá gần, mình đi thang bộ cũng được, đi thang máy cũng được luôn. Và vô đây là cái phòng ăn này các bạn này, phòng ăn này nó nhìn đẹp lắm các bạn, nhìn đẹp lắm. Trần tiết rồi đóng lại hết, làm hệ thống đèn led, sơn phết cái màu cũng hài hòa. Đó, đây là cái phòng ăn, chút xíu mình ra cái bếp phía trước. Và phía sau đây là có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ phía bên trái này, có cả vệ sinh ở trong phòng luôn. Các bạn nhìn thấy không? Rất là rộng, chung cư mà mình nói là 120 mấy m² là quá rộng luôn các bạn. Ở nhà cửa đông người là ở được luôn, ngon lành, an ninh. Đó, đây là cái nhà vệ sinh ở trong, nhà tắm ở trong phòng luôn các bạn. Cho nên rất là tiện. Như mình đã nói đấy, nhà còn rất mới luôn. Phía trong đây chủ nhà người ta đầu tư lại đó, làm rất là bài bản, gạch ghiếc đồ ngon lành, gạch bóng kiếng sạch sẽ, nhà cửa còn mới, sơn phết đồ còn rất là ngon lành. Và phía sau này một phòng ngủ nữa các bạn này, hệ thống cửa bằng gỗ, tủ gỗ, nhìn rất là mát luôn. Trục cái này giao thông cũng rất là thuận tiện luôn. Các bạn biết đường Phạm Văn Đồng rồi thì quá tuyệt vời. Chạy về sân bay chừng khoảng 20 phút, 15-20 phút. Đó, trong cái phòng ngủ này thì có một cái phòng giống như phòng kho các bạn. Đó, để đồ, áo quần thay đồ được không? Hoặc là để những cái bàn trang điểm rồi sau này đó. Đó, hệ thống rất là thông thoáng luôn. Đó, đặc biệt có những cái sảnh nhỏ nhỏ như thế này, cái kho nhỏ nhỏ để đồ. Đó, đây là phía này là có hai phòng ngủ đấy các bạn. Và cái phòng hồi nãy đó, mình đi vô cái sảnh lầu 1 là ba phòng á, ba phòng ngủ á. Đó, phía sau hai phòng. Đó, bên tay phải đây phòng nữa là ba. Bên tay trái đây là cái phòng ăn này. Đó, và đi lên tới trước là cái phòng khách rộng lắm luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái nhà giống hình vuông mà. Đó, bố trí các cái phòng ốc rất là gọn gàng, gia đình sinh hoạt đầm ấm luôn. Không cần phải leo lầu gì hết, leo một lầu là coi như là sinh hoạt được luôn rồi. Đó, và đây một cái cửa đi ra nè các bạn này, đi ra để đi ra thang máy này. Đó, và sau này là cái khu vực bếp. Đó, thì ở khu vực bếp này có một cái phòng kho này các bạn này, dùng để máy giặt đồ cũng được ha, sân phơi này không, máy giặt này đó. Rộng rãi, chung cư như vậy là quá tuyệt vời các bạn. Đó, đây là một cái nhà tắm và khu vực bếp. Rồi mình xin báo giá luôn, giá chính chủ nghe, 3 tỷ còn thương lượng, và chỉ cần trả trước 1 tỷ 9 là người ta sẽ bàn giao nhà, còn lại 1 tỷ 1 là trả góp. Đó, các bạn nhìn thấy cái điều kiện nó hấp dẫn không? 3 tỷ trả trước 1 tỷ 9, còn lại 1 tỷ 1 là trả góp, có chừng nào trả chừng đó. Đó, không cần phải đốc thúc gì cả, đó là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, bạn nào có nhu cầu cứ điện thoại cho mình sẽ cung cấp thêm thông tin, cũng như dẫn các bạn đi xem nhà. Một cái vị trí khá đẹp, thuận lợi, diện tích rộng, đầy đủ công năng. Cảm ơn các bạn rất nhiều, xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau.